Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 2 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình thời sự hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phát biểu tại hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện các dự án thuộc đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường đề nghị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, mỗi thành viên Ban chỉ đạo các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đảm bảo theo tiến độ đề ra. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Điện Biên Đông sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo thực hiện các dự án thuộc đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường nhấn mạnh tầm quan trọng việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các dự án thuộc đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời đề nghị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, mỗi thành viên Ban chỉ đạo các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đảm bảo theo tiến độ đề ra. Đồng chí cũng đánh giá cao các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp với tinh thần trách nhiệm sát thực, tâm huyết. Liên quan đến dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia, chương trình Bừng sáng Điện Biên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là dự án lớn, có quy mô phức tạp. Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện dự án phải đảm bảo an toàn, kiểm tra ngay từ khâu đấu thầu, thiết kế và thi công, tránh tình trạng lựa chọn nhà thầu, doanh nghiệp thi công không đủ năng lực. Các sở ngành chuyên môn cần tư vấn tham mưu cho các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh các bước hoàn thành dự án. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét tăng cường công tác kiểm tra giám sát về mặt thiết kế, kỹ thuật, hồ sơ, năng lực nhà thầu. Đối với dự án bảo tồn tôn tạo trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ kết hợp với cải tạo lại hệ thống cây xanh tại các điểm di tích cần phải đảm bảo tính thẩm mỹ, kỹ thuật, chất lượng. Thưa quý vị, hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đại biểu Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Tạ Thị Yên, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Điện Biên, đại biểu Quang Thị Nguyệt, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Trà đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Điện Biên Đông sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Giang Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mùa A Vàng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Điện Biên Đông. Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Điện Biên Đông, đại biểu Tạ Thị Yên, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông báo nhanh đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Sau khi nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số nội dung như nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục, đầu tư nâng cấp sửa chữa các tuyến đường liên bản, liên xã, các chế độ liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng, xây dựng công trình thủy lợi hồ chứa nước Na Pa Khoang, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông. Chính phủ sớm ban hành nghị định quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo nâng cấp, mở rộng xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng để sớm tháo gỡ các vướng mắc cho địa phương, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến con giống trong chăn nuôi. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Điện Biên Đông, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và có tính xây dựng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội của các cử tri huyện. Những ý kiến phát biểu của cử tri huyện Điện Biên Đông giúp đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có thêm nhiều ý kiến kiến nghị thực tế đến với chính phủ và các bộ ngành liên quan để có giải pháp triển khai hiệu quả hơn nữa các cơ chế chính sách thiết thực đến người dân trong thời gian tới, đồng thời trao đổi và làm rõ thêm một số nội dung cử tri huyện Điện Biên Đông quan tâm.
những đề xuất kiến nghị khác của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu tổng hợp để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền và báo cáo Quốc hội xem xét giải quyết trong kỳ họp tới. Ngày 2 tháng 7, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri phường Thanh Trường trước kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã thông báo với cử tri phường về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri phường Thanh Trường đã có trên 13 lượt ý kiến kiến nghị về các nội dung như ảnh hưởng của người dân trong vùng dự án, đặc biệt là các dự án treo, tình trạng mất an toàn giao thông, sạt lở đất mùa mưa lũ. Cử tri bản Che Phai đề nghị làm đường và sửa chữa lại nhà văn hóa. Ghi nhận các ý kiến kiến nghị phản ánh của cử tri, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trường và đơn vị có liên quan đã tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm trong phạm vi thuộc thẩm quyền. Với những ý kiến không thuộc thẩm quyền, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổng hợp đề nghị cơ quan chức năng trả lời giải quyết trong thời gian sớm nhất. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 7 khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 về sơ kết đánh giá công tác hội trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đánh giá công tác hội giữa nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã bám sát kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ chính trị của hội cấp trên và cấp ủy chính quyền địa phương, trong đó lựa chọn các hoạt động trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện với những hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời đã tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra. Tại hội nghị, Ban chấp hành hội đã tiến hành bầu bổ sung 2 ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các hoạt động trọng tâm năm 2025 và đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tặng bằng khen cho 29 cá nhân đạt danh hiệu cán bộ hội cơ sở giỏi giữa nhiệm kỳ 2021-2026 và 30 cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ tiêu biểu. Trong hai ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 7, đoàn công tác Công an tỉnh đã kiểm tra thực tế về việc triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ tại huyện Tùa Chùa. Trước khi làm việc với Ban chỉ đạo đề án 06 của huyện Tùa Chùa, đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án 06 tại một số xã, phòng ban, đoàn thể của huyện. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh và Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 của huyện đã trao đổi phân tích, làm rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án 06 của huyện Tùa Chùa còn đạt thấp, như chỉ tiêu về thu nhận hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt tài khoản dịch vụ công mức độ 1, 2, việc làm sạch dữ liệu chuyên ngành còn chậm, chi trả bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt chưa đảm bảo đúng lộ trình. Đoàn công tác của tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo, tổ công tác đề án 06 các cấp trên địa bàn huyện Tùa Chùa cần tập trung sớm khắc phục những tồn tại hạn chế, các chỉ tiêu thực hiện đảm bảo theo lộ trình mà đề án đã đề ra. Huyện đoàn Điện Biên hiện có 440 chi đoàn với gần 4.400 đoàn viên, trong đó đoàn viên thanh niên nông thôn có thu nhập khá ổn định, chiếm gần 90%. Để đạt được kết quả này, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã tập trung hỗ trợ khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế, trong đó chú trọng thực hiện hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho thanh niên địa phương. Hiện tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội của đoàn thanh niên là trên 170 tỷ đồng cho hơn 3.200 hộ đoàn viên thanh niên vay vốn. Đồng thời, thường xuyên khuyến khích đoàn viên thanh niên mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh, đưa những tiến bộ kỹ thuật mới vào chăn nuôi trồng trọt. Thời gian tới, huyện đoàn Điện Biên sẽ tiếp tục thực hiện đồng hành hỗ trợ khuyến khích đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, trong đó tập trung tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn viên thanh niên được vay vốn, tham quan học hỏi kinh nghiệm các mô hình kinh tế giỏi, để từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, phát huy sức trẻ trong phong trào lập thân lập nghiệp, thời gian qua đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã năng động sáng tạo, xây dựng các mô hình khởi nghiệp. Nhiều mô hình thành công mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành những tấm gương tiêu biểu để các bạn trẻ khác học tập noi theo.
Khu vườn nho có diện tích 1.000 m2 với 500 gốc nho hạ đen này của đoàn viên Hoàng Văn Gián, trú tại bản Bua, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, đang cho thu hoạch lứa quả đầu tiên sau hơn một năm chăm sóc. Để cây nho phát triển tốt, anh Gián thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi từ nhiều nguồn tài liệu, thực hiện trồng theo hướng hữu cơ, đảm bảo tiêu chí sạch, sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, phòng trừ sâu bệnh hại. Lứa nho đầu tiên bán tại vườn được khoảng 100 kg, với mỗi kg giá 200.000 đồng. Vườn nho này không phải là sản phẩm đầu tiên của anh Gián, mà trước đó anh cũng đã có vườn dâu tây rộng 1 hecta với định hướng phát triển trải nghiệm, thưởng thức, mua sản phẩm cho người dân và du khách. Lúc đầu thì cũng chưa nghĩ đến là phát triển du lịch theo hướng nông nghiệp đâu. Thế nhưng mà sau khi có quả, sau khi qua các kênh mạng xã hội thì là sự phản hồi của khách rất là tốt. Thế là tôi mới nảy ra ý định là mình sẽ làm quy mô hơn, đẹp hơn để mình kết hợp nông nghiệp với du lịch thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả kinh tế nó tốt hơn. Muốn là đóng góp một cái công sức nho nhỏ nào đấy để phát triển những cái mô hình kinh tế công nghệ cao, góp phần vào cái sự phát triển của tỉnh nhà. Nhằm góp phần phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương, thanh niên Lò Văn Đức, trú tại bản Che Căn, xã Mường Phăng đã xây dựng và phát triển mô hình homestay từ năm 2019. Hệ thống phòng nghỉ được anh thiết kế sạch sẽ, thoáng mát, đầy đủ chăn ga, gối đệm, các thiết bị vệ sinh, có thể tiếp đón cùng lúc khoảng 100 khách. Du khách đến đây sẽ có nhiều trải nghiệm hấp dẫn như ngắm nhìn cảnh sắc làng bản, thưởng thức nét ẩm thực, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Thái. Với anh Đức, homestay không chỉ là hướng phát triển kinh tế cho gia đình, mà hơn cả là được giới thiệu quảng bá vẻ đẹp mảnh đất, con người, thu hút du khách khắp nơi đến với quê hương mình. Du khách đến với homestay là du khách sẽ được trải nghiệm đánh cá ở dưới ao. Là du khách có thể ra đồng cái gặt cùng bà con nông dân của mình, cùng với hộ gia đình của chúng tôi. Đối với mình, một thanh niên trẻ của trong đồng bản, thì để phát triển mạnh về cái vấn đề du lịch, thì muốn sao tạo điều kiện tốt nhất để làm cho đồng bản của mình nó chung thay đổi. Cái tốt nhất ở trong đồng bản của mình nó chung là cũng tạo cái nguồn kinh tế cho hai vợ chồng của mình. Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, thời gian qua thành đoàn Điện Biên Phủ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, như hỗ trợ vay vốn, kết nối đầu ra sản phẩm, tăng cường phát hiện, nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả tại địa phương. 6 tháng đầu năm 2024, đã có hơn 200 hộ đoàn viên thanh niên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, với tổng số vốn vay đạt trên 1 tỷ đồng. Qua đó góp phần duy trì hơn 250 mô hình đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố, trong đó có khoảng 20 mô hình cho thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng trên năm. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ về kiến thức về khởi nghiệp thì các bạn đoàn viên thanh niên cũng đã chủ động trong việc tìm hiểu và học tập kinh nghiệm ở các mô hình phát triển khác trên địa bàn toàn tỉnh cũng như ngoài tỉnh. Thời gian tới đây thì Ban Thường vụ Thành đoàn cũng sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cũng như là các mô hình phối hợp với các đơn vị như Phòng Lao động Thương binh Xã hội và Trung tâm Giới thiệu Việc làm để tổ chức hướng dẫn cho đoàn viên, hội viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích và cũng như là để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Thành công từ các mô hình kinh tế không chỉ giúp đoàn viên thanh niên nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính quê hương mà còn thể hiện vai trò xung kích đi đầu của tuổi trẻ, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế tại địa phương. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.